Xin kính chào quý vị. Khối không khí lạnh mới đang bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi Đông Bắc. Trong tối và đêm nay ngày 29 tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó là tới khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, trời lại trở rét trên khắp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại có khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 3. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến là từ 10 cho tới 13 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc là từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao là dưới 5 độ. Ở Bắc Trung Bộ, phổ biến là từ 13 cho đến 16 độ. Cùng với nhiệt độ thấp là thời tiết còn duy trì mưa nhỏ rải rác trong ngày đầu tháng 3. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày mai 1 tháng 3 kéo dài đến ngày 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình xuống tới Khánh Hòa sẽ có mưa trở lại. Với những cơn mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cùng với gió giật mạnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên cùng với Nam Bộ, trong 3 ngày tới trời hầu như là không mưa. Ban ngày nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Và có nơi là trên 35 độ, trời nắng nóng và khô hanh. Các nơi khác thì nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng 1-3 độ. Bà con khu vực cần phải hết sức đề phòng với nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đồng thời tích trữ nước để phục vụ sản xuất trong đợt cao điểm mùa khô này. Khoảng 10 ngày trở lại đây, độ mặn trên các sông tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận vượt ngưỡng cho phép. Hầu hết các cống thủy lợi trên địa bàn huyện được đóng kín hoàn toàn để ngăn nước mặn xâm nhập. Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo, nông dân vùng nguy cơ hạn mặn Sóc Trăng vẫn xuống giống lúa đông xuân muộn. Tình trạng thiếu nước cục bộ bắt đầu xuất hiện. Bà con lưu ý, đối với các trà lúa đông trong giai đoạn để nhánh, bà con có thể lấy nước độ mặn dưới 2 phần nghìn. Nhưng sau đó thì không nên để đất nứt nẻ. Phải tranh thủ bơm nước ngọt vào để cây lúa vượt qua giai đoạn khó khăn. Bản tin thời tiết nông phụ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.